chào quý vị khán giả. Báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin trưa hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Hôm nay ngày 15 tháng 2, nhiều doanh nghiệp tái khởi động hoạt động sản xuất nhằm sẵn sàng cung ứng đúng hẹn những đơn hàng của năm 2024. Trước đó, vào mùng 5 Tết, công nhân đã có mặt tại nhiều nhà máy để tổng kiểm tra dây chuyền sản xuất, trang thiết bị máy móc nhằm đảm bảo công tác khai xuân được thuận lợi. Ghi nhận thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Thống Nhất, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đang có 25 công nhân làm việc. Phó giám đốc công ty Nguyễn Đức Hồng chia sẻ, toàn công ty có 980 trên 1.060 công nhân trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết. Hoạt động sản xuất sẽ diễn ra đồng bộ trên tất cả các dây chuyền. Năm 2023, nhiều đơn hàng của công ty bị dừng đột ngột hoặc thiếu cục bộ tại một số thời điểm nhất định. Do vậy, để khắc phục những khó khăn đã xảy ra, ngay từ tháng 9 năm 2023, công ty đã xúc tiến nhiều thị trường mới nhằm tiếp cận thêm đối tác xuất khẩu. Cùng với đó, việc khởi động sớm hoạt động sản xuất cũng sẽ giúp công ty có thêm thời gian giao hàng, hạn chế rủi ro từ các cuộc xung đột tại khu vực Biển Đỏ, có nguy cơ ảnh hưởng đến thời gian giao vận, logistics toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lộc Trời thông tin, ngay những ngày đầu năm 2024, công ty đã thắng thầu một đơn hàng cung ứng 65.000 tấn gạo bu lốc 65. Do vậy, tập đoàn đã chủ động lên kế hoạch tái sản xuất sớm sau Tết. Theo đó, 3.600 nhân sự của hệ sinh thái sản xuất tập đoàn Lộc Trời đã có mặt tại các nhà máy để đảm bảo tái khởi động sản xuất. Các nhà máy đang nỗ lực tổ chức sản xuất đảm bảo các đơn hàng đã ký trước Tết. Đại diện công ty Vissan cho biết, từ mùng 2 Tết, tất cả các cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vissan và một số quầy thịt Vissan tại các hệ thống siêu thị đều đã bắt đầu mở cửa. Khối sản xuất đã bắt đầu giết mổ heo, bò từ đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết. Khoảng 200 công nhân viên làm việc tại các khu vực nhà xưởng tham gia làm việc ngày đầu năm. Ông Vũ Thái Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Long Sơn cho biết, nhiều doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Điều Việt Nam nói chung và Tập đoàn Long Sơn chọn ngày 15 tháng 2 để tái khởi động sản xuất. Khác với những năm trước, các doanh nghiệp thường chọn bắt đầu một phần hoạt động sản xuất, nhưng năm nay sẽ khởi động tất cả dây chuyền. Phần lớn các doanh nghiệp đều đã phải trải qua năm 2023 đầy khó khăn. Dù vậy, sang năm 2024, nhiều doanh nghiệp ngành đều tự tin hơn khi tín hiệu thị trường có những điểm sáng mới. Thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Đông vẫn gia tăng nhu cầu. Thực tế, từ cuối năm 2023, đơn đặt hàng nhập khẩu điều của Việt Nam từ các thị trường trên tăng lên rõ rệt. Nhiều nhà máy chế biến điều phải hoạt động hết công suất để kịp thời gian giao hàng. Sáng ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, Chùa Hương ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội khai hội. Nhưng trong những ngày vừa qua đã có hàng vạn người đổ về đây để vãn cảnh, chiêm bái, dẫn tới tình trạng quá tải, ùn tắc. Theo đại diện ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, trong những ngày Tết vừa qua, khu di tích này đã đón hàng vạn lượt khách, khiến các địa danh tại khu di tích này như đền Trình, chùa Thiên Trù, động Hương Tích và khu vực ga cáp treo đông nghịt người. Cùng với đó, tại suối Yến, lượng đò đưa khách đi thăm các danh lam thắng cảnh cũng rất đông nhưng chưa dẫn tới tình trạng ùn tắc đò trên suối Yến. Mùa lễ hội năm nay, để phục vụ du khách tham quan vãn cảnh chiêm bái chùa Hương, chính quyền địa phương đã tổ chức hơn 4.000 chiếc thuyền vận chuyển. Cùng với đó, giá dịch vụ đò hai chiều cũng tăng cao hơn so với năm ngoái, cụ thể đi tuyến Hương Tích 85.000 đồng một người, tăng 35.000 đồng, tuyến Long Vân, Tuyết Sơn 65.000 đồng, tăng 30.000 đồng. Giá vé thắng cảnh cũng tăng từ 80.000 lên 120.000 đồng một người một lượt. Giá vé cáp treo, khứ hồi là 220.000 đồng với người lớn, 150.000 đồng với trẻ em. Giá vé một lượt, người lớn là 150.000 đồng, trẻ em 100.000 đồng. Hôm nay, ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc mưa phùn, mưa xuân, mưa bụi, trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau chuỗi nghỉ Tết kéo dài 7 ngày. Trong khi theo các chuyên gia khí tượng, tại thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ đang bước vào một đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt liên tục ở mức cao, kéo dài đến ít nhất hết tuần này, nhiệt độ cao nhất lên tới 35 đến 36 độ C, nhiệt độ không khí buổi trưa thực tế có thể chênh thêm 2 đến 3 độ C. Dự báo từ khoảng ngày 20 tháng 2, cường độ nắng nóng ở Nam Bộ còn gia tăng thêm khi vùng nóng ở Campuchia phát triển sang.
Kết hợp chênh lệch áp suất khí quyển khi có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, nén, đẩy vùng khí nóng về phía Nam, gây hiệu ứng nóng ở thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ. Tổng cục Khí tượng Thủy văn dự báo, hiện tượng El Nino, gọi là pha nóng, còn kéo dài đến giữa năm 2024, nên năm 2024 có thể là năm thứ 10 liên tiếp nhiệt độ trung bình toàn cầu lên cao nhất. Hiện tượng nắng nóng tại Nam Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Chiều ngày 14 tháng 2, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 71.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 182 tỷ đồng. So với đợt nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023, con số này tăng gần 50.000 trường hợp, số tiền phạt tăng hơn 131 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tạm giữ hơn 1.800 phương tiện ô tô vi phạm, trong đó số xe máy bị tạm giữ là hơn 34.000 trường hợp, tước hơn 18.800 giấy phép lái xe các loại. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 800 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng, tước hơn 400 giấy phép lái xe và tạm giữ 99 phương tiện. Đáng chú ý, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, với số lượng người vi phạm nồng độ cồn như trên, nếu so với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023, con số này tăng hơn 21.000 trường hợp. Đáng kể, một số địa phương có tỷ lệ xử lý vi phạm nồng độ cồn cao dịp Tết vừa qua, như thành phố Hồ Chí Minh 2.576 trường hợp, Hà Nội 1.167 trường hợp, Đồng Nai 1.060 trường hợp, Bắc Giang 975 trường hợp, Nghệ An 886 trường hợp, Bình Phước 870 trường hợp. Cùng với đó là xử lý vi phạm về tốc độ, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 16.700 trường hợp, so với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023 tăng hơn 14.600 trường hợp. Cũng trong đợt nghỉ Tết vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 114 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Chiều ngày 14 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin vụ cô gái mất tích ngày 29 tháng Chạp bị sát hại, cướp tài sản ở thành phố Thủ Đức gây xôn xao dư luận. Nữ nạn nhân sinh năm 1999, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú thành phố Thủ Đức. Thượng tá Nguyễn Trung Hòa, Phó trưởng Công an thành phố Thủ Đức cho biết, nghi phạm là Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Tiền Giang. Ngày 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác lập chuyên án với sự tham gia của các phòng nghiệp vụ cảnh sát, kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp Công an thành phố Thủ Đức nhằm nhanh chóng làm rõ vụ việc và truy tìm nạn nhân. Đại tá Trần Thị Kim Lý, trưởng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai 6 tổ công tác, rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của nạn nhân và các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương. Kết quả cho thấy, Nguyễn Đăng Khoa, ngụ phòng trọ số 14, nhà số 103/18 đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức có nhiều biểu hiện bất thường. Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Qua điều tra xác định, khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết, sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 để phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa, uy hiếp để cướp tài sản. Nghi phạm dùng vũ lực tấn công, dùng dao đâm, dẫn đến cái chết của nạn nhân. Sau đó, Khoa còn thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Quá trình gây án, Khoa chiếm đoạt một lắc tay và một nhẫn trên người, hai chiếc nhẫn vàng 4 số 9 và một sợi dây chuyền, một đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi của nạn nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã dùng dao phân xác của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông và đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp, ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh thuộc phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Khoa về tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm.